kiểm tra rồi đầy đủ hết. Rồi bác đủ. Vâng, chào mừng các bác với đến với cái video này, video giới thiệu con đô đốc mạch huyết em mới về. Và tổng tại shop là có được 3 con đô đốc, con mạch huyết đợt trước là em đã giao rồi và đợt này về được một con. Hàng sách tay về đẹp cứng luôn, nó được cứng cửa cho các bác luôn. Hiện tại shop là có được 3 con đô đốc này. Đấy. Hai con đô đốc số 1 lớn, 2 lịch và một con 1 lịch, con này bản limited nha. Giá nó đời đầu nên là giá nó sẽ tốt hơn, số hộp nhỏ nha các bác. 5 sao đô đốc, con này giá là 28 triệu. Lịch là lịch giật nhảy này. Một lịch. Đấy. Con này bản là kỷ niệm nha các bác. Con này 28 này, đời đầu. Và đời sau này thì đô đốc nó sẽ phát triển lên là những hộp đá nó to hơn. Và em có luôn bản màu vàng nha. Bản màu vàng đắt hơn 500 nha các bác. Màu vàng nó hiếm hơn. Và con này được anh em xanh đấu mạnh tay hơn này. Con này 30.05, còn con mạch huyết là 30 nha. Con này đây giới thiệu bữa rồi. Thôi con 30 mới về này. Đấy. Nói với huyền thoại nhà Long Jin gì, con đô đốc là một trong những dòng là đỉnh huyền thoại của hãng Long Jin. Con này đô đốc 6 hộp 2 lịch. Đẹp cứng luôn nha. Tất cả mé Jin, nấm Jin, cân Jin. Sáu hộp này là hộp đá quý nha các bác. Bác nào mình mua sưu tầm hoặc là tặng sếp, tặng ai đó thì đây là một trong sản phẩm để các bác có thể là tặng và lưu giữ kỷ niệm cho hai bên. Đô đốc rồi, nhắc tới dòng đô đốc là đẳng cấp rồi. Bọc vàng toàn thân nha các bác, bọc vàng toàn thân. Mé chạy chuẩn được kiểm tra và cũng như leo dầu kỹ lưỡng hết rồi. Có video kiểm định đá quý xịn sò cho các bác luôn nha, tới video cuối nha. Khó riêng. Con này em đang giao là 30 đô đốc mạch huyết. Còn một con mạch vàng đấy hơn 500, 30.05. Đẹp cứng luôn nha. Phía dưới đáy máy thì nó có vài lớp lông mèo đặc trưng rồi các bác. Con đồng phải không thể nào tránh khỏi. Còn niền con này là quá đẹp, tại vì hàng sách tay về nó quá đẹp nha. Hai lịch, sáu hộp lớn này, có thấy kim cọc này len keng luôn. 30.05 nha các bác. Đây câu dắt xem sơ bộ qua con mực vàng một tí nha. Vàng nó cũng vậy thôi, cấu hình nó y chang, nhưng mà hai hộp lờ, hai hộp hướng thượng cũng hai lịch. Con này 30.05 cũng đẹp cứng luôn. 30.05 nha. Còn bác nào thích mạch huyết thì lấy con này, giá 30, êm hơn một tí. Để em tháo ra để các bác cùng xem phía dưới đế máy nha. Đây các bác cùng ngắm nha. View đẹp của nó. Em nói đẹp cứng luôn các bác. Hàng sách tay về nha, các bác thấy những cái đường niềng này cái bưng luôn nha. Đấy. Nhưng con này hàng gọi là quá lướt, quá nó quá đẹp. Em có video mà khi họ tháo vệ sinh tra dầu, họ đã kiểm tra những cái viên đá bên trong của cái mặt này rồi các bác. Đây các bác, đây. Tất cả là đá xịn hết nha. Cục sòn quý hiếm đó các bác. Đấy. Kiểm tra rồi đầy đủ hết. Rồi bác nào thì bác nào muốn sở hữu con đô đốc 5 sao 6 hộp lớn 2 lịch mạch huyết thì liên hệ cho em đang giao là 30 nha. 30 bao ship, mé đẹp keng luôn. Phía dưới này thì không thể nào mà không thể tránh được lông mèo nha các bác. Để mình đeo lên tay mà. Đẹp quá. 30. Còn các bác lấy con màu vàng. Màu vàng thì 30.05 nha. Màu vàng thì 30.05. Cũng đẹp cứng luôn. Hàng bên này hàng sưu tầm. Hiện tại là em chỉ có được 3 đô đốc thôi. Được trước rồi về nhiều mà cũng giao hết các bác. Còn đây là bản kỷ niệm đời đầu. 6 hộp nhỏ, 1 lịch. Còn đây giá 28. Mạch huyết. Còn đây hàng sưu tầm nha các bác.
bản kỷ niệm nha, bản kỷ niệm của series Đô Đốc ấy, nó ra đời đầu gọi là bản kỷ niệm ấy.